Anh ơi, home credit đi anh. Ok em ơi, cách 1, báo cáo ngay lên Bộ Thông tin và Truyền thông theo cú pháp. Để chặn số làm phiền bạn, nhưng nếu quá nhiều cuộc gọi thì sao? Cách 2, đăng ký số điện thoại của bạn vào danh sách không nhận tin nhắn và cuộc gọi quảng cáo theo cú pháp. Cách 3, đây là cách hợp lý nhất cho tới thời điểm hiện tại. Gọi thẳng lên tổng đài của Home Credit để yêu cầu xóa số điện thoại của bạn ra khỏi hệ thống của họ. Online tại đây. Chúc bạn tránh xa được Home Credit một cách nhanh chóng và vui vẻ. Vỗ tay.